Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn trồng cái ớt kiển. Cái ớt kiển này nó cũng ăn được nhưng mà trồng tiễn luôn. Nó bởi vì nó lên chùm chùm á, nè lên chùm chùm mà nhiều. Cái nó tàn rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách ươm cái ớt kiển trong chậu mà nó tươi tốt luôn nha. Thì cuối mùa của nó ngày thì mình thu hoạch, mình tận dụng thu hoạch để mình trồng. Đây, cách trồng cái ớt tại nhà. Cái ớt kiển này đó là mua cái ớt kiển kim tết từ hôm tết đến giờ 6 tháng mà còn sắm còn có trái, nay 6 tháng rồi á, nay gần tới mùng 5 tháng 5 rồi cho nên nó tàn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy giống từ cái ớt này mình ươm cho các bạn xem trực tiếp tại nhà. Lấy giống mình hái rồi nè, bây giờ mình ươm nó rụng nè. Ớt kiển vậy chứ cũng dai lắm, còn non màu tím thì lạ không? Giống trái cà tím nè, mà là cái ớt nè trong cái chậu hôm tết mua nè. Về chân bây giờ lấy giống cho các bạn, các loại cây cỏ hoa lá gì á thì tùy theo loại, thì nó trồng bằng nhánh, trồng bằng ươm bằng hoa, ươm bằng hạt, thì cái nào hạt mình ươm hạt, còn cái nào của loại nào thì mình chia sẻ cho các bạn loại đấy. Thì bây giờ cây ớt này mình sẽ chỉ các bạn cắt ươm. Hái giống này lựa trái màu đỏ tươi rối á rồi hái nha, chứ không phải hái trái không có già làm giống không có chất lượng, hột có ngon èo ươm không có lên. Giống thì các bạn lựa trên chính trên cây, già trên cây thì ươm sẽ chất lượng hơn, còn hái vô khơi độ thì hạt nó sẽ giảm năng suất còn có 80-90%, còn chín trên cây đây thấy chưa, như thế này lên đạt chất lượng tầm trăm, coi như để giống trên cây luôn. Còn ép như thế này là bây giờ mình sẽ cắt ươm.